Vâng, cảm ơn bạn. Có một câu hỏi, chương trình cho em hỏi, cúng chúng sinh thì những ai sẽ nhận được ạ? Em cảm ơn. Ở đây thì cảm ơn bạn này, cúng chúng sinh thì ai nhận được? Cúng chúng sinh thì chúng sinh nhận được. Còn chúng sinh nhận được thì có dùng được không thể làm vấn đề khác. Chúng ta hãy nghĩ như để điều này cho nó đơn giản. Tự nhiên bưu điện chuyển cho chúng ta một cái bưu phẩm. Chúng ta nhận được không? Nhận được. Nhưng dở ra cái bưu phẩm ấy chúng ta không dùng được. Ví dụ như là một cái dụng cụ dùng điện mà nhà ta không có điện thì thôi, cái bưu phẩm cũng vứt đi. Hay là cái bưu phẩm ấy là cũ nát và chúng ta không dùng nữa thì sao? Thời này chúng ta không dùng cái quạt mo nữa, bây giờ chúng ta dùng quạt máy thì giờ gửi quạt mo đến để làm gì? Cho nên là nhận thì có nhận, nhưng dùng thì không phải ai cũng dùng được. Cho nên chúng ta cúng tùy theo. Ví dụ như ông già bà cả, chúng ta biếu cả cái xe máy cũng không biết đi thì sao? Vậy là phải cúng một thằng lái xe, cúng thằng lái xe nữa, xong là thằng xăng dầu thì ai cúng, rồi là nương giả thằng lái xe thì ai. Cho nên nói thế cho nó vui, tức là cúng chúng sinh thì chúng sinh nhận được, nhưng chúng sinh không dùng được. Vậy thì tùy từng cái một mà thôi. Chúng ta cũng giống như người nước ngoài, chúng ta có thể gửi quà cho người nước ngoài cho nó dễ hiểu, nhưng gửi cái không đúng kênh thì người nước ngoài cũng không dùng được. Ví dụ gửi vũ khí, gửi đồ tanh hôi, gửi những đồ mà luật pháp của nước ngoài không cho phép thì bên nước ngoài cũng không nhận được. Ngoài ra, kể cả những cái nhận được nhưng người nước ngoài không có khả năng dùng cũng không dùng được. Vậy thì chúng ta cúng chúng sinh, chúng ta phải nghiên cứu xem cái thế giới siêu hình nó có thân như ta không để dùng những cái chúng ta cúng. Nhiều khi cúng mã, nó có thân như chúng ta không mà dùng cái đồ mã đó. Nhiều khi cúng cỗ, họ có dạ dày có thân như chúng ta không mà dùng cái cỗ đó. Thì tóm lại cái câu này, ai nhận được khi cúng chúng sinh cùng căn cùng cỡ thì họ nhận được, nhưng không phải dùng được cái gì chúng ta cúng họ cũng dùng được. Vì muốn dùng được phải phối hợp được cái chương trình là cái thế giới đó. Họ có cho phép lưu thông cái đấy không? Thứ hai là cái căn thức, cái thân xác. Vì sao? Cái thế giới siêu hình này, thế giới là ở cái cõi sắc giới. Chúng ta là cõi dục giới. Đem chuyển vật dụng của thế giới dục giới sang cõi sắc giới, không phải cái gì người ta cũng nhận được, và không phải cái cõi sắc giới dùng như chúng ta ở đây. Cho nên ở đây chúng ta lưu ý, nhất là chúng ta cúng dỗ đồ mã. Vậy thì cái gì nhận được? Cái tâm thức là nhận được, cái điều thiện nguyện là làm được. Thế giới hữu hình và thế giới siêu hình trong vũ trụ tiêu chung một gì? Một đồng tiền gọi là tiền công đức. Tiêu chung một quy luật là luật nhân quả thôi. Đấy là trần sao âm vậy đấy. Nhiều người cứ nghĩ rằng trần sao âm vậy, cho nên trần ăn cơm thì cúng cơm cho người ăn cơm, trần mặc quần áo thì cúng quần áo cho người trần, cứ không phải. Trần chúng ta có dạ dày, âm có dạ dày đâu. Trần chúng ta có hình thể, âm không có hình thể. Cho nên không phải trần sao âm vậy. Mình nếu vậy suy ngược lại thì nếu chúng ta đốt tiền mã cho người âm thì người âm thì cho chúng ta ít tiền mã, chúng ta có tiêu không? Vì sao bảo ui tôi cúng tiền mã thì người âm cũng có để tiêu chứ, vậy thì người âm người ta gửi cho mình hôm sau gửi cho một tẹp tiền mã, chúng ta có tiêu không các vị? Gửi cho chúng ta một ít của nó mã, chúng ta có mặc không? Sao chúng ta nuôi chúng ta thấy trần sao vậy? Thì nếu bảo người âm tiêu được tiền mã sao không tiêu nhỉ? Người âm mặc quần áo mã thì tại sao không mặc quần áo mã? Cho nên là không căn cứ cái câu trần sao âm vậy để hành nghề mê tín dị đoan. Mà chúng ta nói rằng trần sao âm vậy chỉ chung một cái luật nhân quả thôi. Nhân quả là nếu như trần làm điều thiện thì phần âm cũng nhận được tín hiệu của thiện nguyện. Phần âm làm điều thiện, con cháu trên này cũng nhận được điều thiện. Phần âm sân hận lên đi phá đám thì con cháu trên này cũng là khổ sở đấy. Trong những trường hợp mấy năm vừa qua,
là cái phần âm ấy, cái phần âm mà đang cái phần âm mà ví dụ như là phần âm đang sân hận, những cái sân hận này là do ví dụ như nạo hút thai thì nó chuyển cái sân hận đấy sang nhiều cái hành vi mà làm hại kể cho cả những người còn đang tại thế chúng ta. Hay là nếu như phần âm hoan hỉ thì họ cũng sẽ chuyển cái hoan hỉ đấy sang cho cái thế giới chúng ta được. Và nếu như chúng ta hoan hỉ và đem những từ bi và tri ân thì họ cũng nhận được tín hiệu đó, đó là tín hiệu tâm linh. Vậy thì chúng ta dùng ý nghĩ phát ra thì người âm người ta cũng nhận ý nghĩ đó. Ở đây tại sao chúng tôi nói như vậy? Kinh sách nói đã vậy, đã đành, nhưng chúng tôi lại làm thực tế. Vì trong 30 năm qua chúng tôi có giao lưu, chúng tôi có thí nghiệm, thậm chí có những con cháu làm những hành vi giấu kín không cho ai biết cả, chỉ nghĩ trong đầu thôi. Mà tự nhiên đến đây giao lưu người tôi gọi người âm đi, nhưng thực ra là cái linh hồn của người đã khuất. Ai thích gọi người âm thì người âm, nhưng mà chúng tôi gọi là thần thức của người đã khuất. Họ nhập vào, họ nói ngày ngày. Thậm chí có nhiều người đến giao lưu với những cái người họ nghiện hút. Thế thì một người bí mật mang đi một điếu thuốc phiện bỏ trong túi, mà người âm người ta nhập vào, người ta bảo đây, ta bảo đưa cái gì ở cái trong túi ấy, trong đưa ra họ điếu thuốc phiện, họ hút phì phèo, họ sướng lắm. Như vậy thì cái ý nghĩ của chúng ta, ý nghĩ gì là họ biết. Cái điếu thuốc phiện ý là họ phải thông qua cái sự cảm khoái của con người, họ nhập vào con người giống như hồn chương ba xa hàng thịt mới cảm khoái được. Chứ còn nếu như chúng ta lại đốt cái vàng mã hoặc tiền thì họ không phải hình thức họ tiêu được. Họ chỉ cảm nhận thông qua ý nghĩ của chúng ta mà thôi. Vậy thì thế giới hữu hình và siêu hình tiêu chung một đồng tiền công đức là công đức lực. Có nghĩa chúng ta làm điều thiện, làm công đức thì bên đây họ, mà làm chúng ta điều ác họ không bị liên đới. Chung nhau hệ nhân quả. Còn không phải bất kỳ cái việc trên trần gian chúng ta xảy ra như thế nào, cuộc sống ra sao thì phần âm cũng giống hệt như vậy. Không phải, đấy là chúng ta tưởng tượng và gán ghép cho họ mà thôi. Vì thân xác hai bên không như nhau. Cũng giống như ông ở trên giao thông ở bên hàng không máy bay và cái ông ở ô tô ở dưới thì cái lộ trình không thể giống nhau được. Ông ô tô còn phụ thuộc vào đường ngoằn ngoèo được tốn với cái ông máy bay, ông đi phèo một cái có phụ thuộc ở dưới đây, dưới ở đi bộ đâu. Vậy thì thế giới chúng ta và thế giới siêu hình cũng vậy, nó không hề phụ thuộc vào phương tiện như nhau. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cứ trần sao âm vậy là chúng ta gán ghép cho người âm, rồi là chúng ta đốt những thứ mà chúng ta cứ nghĩ rằng người âm sẽ nhận được. Chúng tôi nói là nhận mà không dùng được. Vậy thì chúng ta chỉ làm đốt hoặc chuyển cho họ những điều hữu ích mà thôi, còn không nên mất tiền làm những điều vô nghĩa. Và chúng ta cũng sa là vào mê tín dị đoan và để cho thần thức của phần âm chúng ta cũng bị rơi vào những ảo tưởng và họ không đi tái sinh được. Cảm ơn các quý vị.